Hello, xin chào tất cả các bạn ở Việt Nam và quốc tế. Hiện tại bây giờ Luna 2 đã lên sàn KuCoin rồi các bạn nhé. Đó, hiện tại đang có cái mức độ giao dịch ở trên sàn KuCoin rồi. Trên nào? Đấy, số lượng hiện tại bây giờ là giao dịch là khoảng 5 đô. Trên nào? Trên này. Đấy. Ok, rồi bây giờ thì các bạn có thể là vào trong cái phần đó là gì ạ? Trên sàn CoinMarket thì các bạn có thể xem. Đấy, đây. Nát luôn. Đó, hiện tại bây giờ số lượng hiện tại giao dịch ở trên sàn KuCoin thì đã hiện thị ở trên cái phần đó là gì ạ? CoinMarket rồi, được chưa nào? Đây, hiện tại KuCoin thì hiện tại có cặp đó là Luna UST USDT và gì ạ? Luna USDC, được chưa nào? Đó, để chúng các bạn có hai cặp đó để bạn có thể thực hiện quá trình là giao dịch, được chưa nào? Ok, đấy là cái thông tin để cập nhật thông tin cho tất cả các bạn. Thế nào? Đó, rồi, vậy bây giờ mình sẽ note cho cái thông tin cho bạn là như vậy để các bạn nắm bắt được các bạn nhé. Đây, các bạn có thể thực hiện vào đây để giao dịch có thể là mua hoặc bán như nào đó thì tùy quyết định của các bạn. Đối với bản thân của mình chỉ có cái để chia sẻ cho các bạn đó là các bạn hãy phân bổ dòng tiền tài chính của các bạn ra đấy để các bạn sở hữu, đúng không ạ? Còn Luna 1 đối với bản thân của mình có thể là trong thời điểm hiện tại bây giờ do cái tư duy và cái suy nghĩ của một người chưa ấy lắm nên có những người bán đi và có những người thì họ biết được cái giá trị mà hiện tại Luna 1 đang đốt cháy nên là nó vẫn có giá trị tăng trưởng các bạn nhé. Nên các bạn đừng có mà bán hết cái Luna 1 đi. Đấy, hãy phân bổ dòng tiền cho tốt. Đúng không ạ? Và cái Luna 2 này ấy, thì chưa biết nó như thế nào. Đúng không ạ? Thì các bạn cũng nên sở hữu một ít. Đấy thì mình nên không nên bỏ lỡ một cái cơ hội nào, được chưa nào? Đấy, mình tin rằng các bạn có sự quyết định mà đúng thời điểm và tốt nhất, được chưa nào? Rồi, ok, vậy thì bạn thấy video này hay, hãy dựa vào kênh YouTube đấy để là dựa đăng ký kênh YouTube này để theo dõi kênh YouTube đấy trong các cái thông tin tiếp theo để các bạn Mời mình đọc đã đọc có nắm bắt được thông tin sớm nhất. Thì các bạn hãy nhấp vào phần đăng ký kênh YouTube được chưa nào? Đấy. Có rất là nhiều cái thông tin ở dưới đây cho tất cả các bạn để các bạn nên là nắm bắt để theo dõi được chưa nào? Đó. Đấy, ok. Hãy đăng ký kênh YouTube nhé. Đây là cái kênh. Đó thì đấy, đây là cái kênh YouTube để các bạn có thể là đăng ký và theo dõi kênh nhé. Đây là kênh này, nhớ rằng cái kênh Crypto nhé, Crypto thông tin toàn cầu này, được chưa nào? Để các bạn đăng ký các cái thông tin mà gần nhất mình sẽ chia sẻ cho các bạn những theo dõi cái thông tin của Luna, đúng không ạ? Luna 2 này và Luna 1 và giữa các cái đồng crypto khác và các cái tài sản khác ở trên sàn CoinMarket và tất cả các sàn khác để các bạn nắm bắt cái thông tin mới nhất về cái thị trường này để bạn ra quyết định đúng nhất được chưa nào? Đấy. Đấy, đấy là cái mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong thời gian sắp tới và còn điều tuyệt vời hơn nữa là gì ạ? Là gì ạ? Luna 2 này thì hiện tại giờ có tổng số lượng là khoảng 1 tỷ đúng không nào? Thì hiện tại bây giờ đang là cầu ra ngoại trường là gì ạ? 210 triệu thôi, mới có 210 triệu thôi. Vậy thì cái số lượng mà cái vốn hóa các bạn phải xem cho nó rất là rõ để các bạn có sự ra quyết định được chưa nào? Đấy để tốt nhất, được chưa? Đấy. Nên là gì ạ? Mình tin rằng cái sự ra quyết định của bạn là cái sự ra quyết định sáng suốt nhất và hãy đừng dạ đừng sở hữu và đầu tư vào một cái giỏ nào đó được chưa nào? Hãy phân bổ cái dòng tiền tài chính của các bạn ra để các bạn đầu tư. Còn ở đây thì nó đã trên trên sàn sẵn rồi thì quyết định như thế nào đó là quyết định của chính các bạn thôi, được chưa nào? Đấy, vì cái này là cái thị trường chung, mình tham gia đây để làm mình cùng tham gia trong thị trường để là vui đúng không ạ? Để cùng xem và khảo sát các cái thông tin về cái thị trường này nó như thế nào để bạn có cái phương hướng trong thời gian sắp tới được chưa nào? Đó. Rồi ok, vậy hãy nhớ đăng ký kênh nhé. Ok, vậy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Xin chào.